Anh em thân mến, chiến tranh liệu đã kết thúc hay chưa? Về mặt lịch sử và bối cảnh thì có, nhưng với rất nhiều cựu chiến binh, chiến tranh chưa bao giờ kết thúc. Hàng triệu cựu chiến binh vẫn còn sống, hàng chục ngàn gia đình vẫn đang đợi hài cốt người thân trở về. Bom mìn vẫn còn rải rác ở nhiều nơi. Người Việt Nam đã không còn những cảm nhận về chiến tranh nữa, nhưng nhiều người sống giữa chúng ta vẫn chịu đựng, cảm thấy, nghe thấy và thậm chí là mơ thấy những ám ảnh chiến tranh. Thậm chí đến nay, khi chiến tranh đã trôi qua hơn nửa thế kỷ, vẫn có những người anh hùng bị lãng quên. Thậm chí họ chẳng còn nhớ mình là ai, cũng chẳng ai nhớ tới họ. Vậy những người anh hùng đã bị lịch sử lãng quên là ai? Tất cả anh em hãy cùng tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé. Anh em thân mến, khi học lịch sử, trong sách giáo khoa, chúng ta được học về những chiến thắng và chiến công. Nhưng bên ngoài những điều đó, chúng ta không được học về những vết thương thời hậu chiến do bom đạn gây ra. Không được học về những ám ảnh của những cựu chiến binh khi tái hòa nhập với cuộc sống thường nhật. Không được học về những trải nghiệm đứng trước những ngôi mộ của đồng đội trong khi bản thân còn sống. Mà có được học thì cũng chẳng có từ ngữ nào có thể mô tả được. Ngoài ra chúng ta cũng không được học, không được ai nhắc đến về những người lính, những anh hùng đã trải qua biết bao cuộc chiến của dân tộc. Nhưng khi trở về, họ không còn được sống bình thường nữa. Họ không thể trở về nhà, cũng không còn nhớ mình là một người lính đã từng chiến đấu như thế nào. Để hiểu rõ câu chuyện này, ngày hôm nay tôi sẽ dẫn anh em đến Nghi Phong, Nghi Lộc, Nghệ An vào thăm Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Tâm thần kinh Nghi Phong. Trung tâm hiện đang điều trị, chăm sóc và thực hiện các chế độ chính sách cho 100 thương bệnh binh, còn liệt sĩ và các đối tượng khác bị bệnh tâm thần do di chứng chiến tranh. Hầu hết các thương binh đều gặp những vấn đề về tâm lý, thần kinh, bị hạn chế khả năng hoạt động, nên các cán bộ phải chăm sóc từng người một như chăm những đứa trẻ. Đa phần các thương bệnh binh ở đây không có vợ con nên trung tâm như ngôi nhà của họ. Nhiều người đã gắn bó với trung tâm hơn nửa đời người. Ít ai biết, phía sau cánh cổng luôn rộng mở ở trung tâm là một thế giới hoàn toàn khác. Thế giới của những người thương binh tâm thần, nhưng xã hội vẫn quen gọi một cách đầy xót xa là người điên. Bước vào cổng trung tâm, những ánh mắt vô hồn, ngơ ngác, tập trung nhìn và hoảng sợ bỏ chạy khi thấy người lạ. Tuy nhiên sau những khoảnh khắc hoảng loạn, cười rồi lại khóc, la hét rồi đập phá, khi tôi cố gắng bắt chuyện làm quen, họ lại trở nên hiền lành một cách ngờ nghệch. Những ánh mắt vô hồn, thờ thẫn ấy tạo cho người đối diện một cảm giác xót xa đến tột cùng. Chiến tranh với di chứng trên thân thể đã mãi cướp đi đôi mắt có hồn của người lính, cướp đi những khát vọng thanh xuân. Họ, những người đã dùng tất cả tuổi trẻ của mình để đánh đổi lấy sự ấm no hôm nay cho đất nước. Chua chát nghĩ về chiến tranh, tôi thầm nghĩ mình đang sống trên xương máu của chính họ, và tôi hiểu ánh mắt cũng như tâm hồn họ chẳng thể nào gọi về quá khứ oai hùng năm xưa. Tất cả họ, trực tiếp và gián tiếp, đã làm nên lịch sử, đặc biệt đã khắc vào tâm khảm thế hệ tiếp theo các giá trị nhân văn về sự biết ơn đối với những người đi trước. Chính vì thế trong ký ức của những thương binh lúc mơ, lúc tỉnh này, gần như chỉ có những trận đánh với bom đạn. Đang yên bình nhưng tiếng hét xung phong có thể vang lên bất cứ lúc nào. Đưa tay chỉ về bệnh binh đang ngồi cười nói một mình tại góc sân, điều dưỡng Nguyễn Thị Thủy, sinh năm 71, cười nhẹ nhàng. Trung tâm điều dưỡng thương binh tâm thần kinh mà, nên vậy là bình thường. Đối với các bệnh nhân tâm thần nặng còn khổ hơn nhiều. Nhiều lúc đang cho các bác ăn, các bác đập cả tô cơm vào mặt cũng là chuyện thường như cơm bữa. Theo chị Thủy, vì sống gắn bó với những thương bệnh binh tâm thần nhiều năm, hiểu được họ là những người không được bình thường, không ý thức được hành động của mình, nên mỗi khi bị đánh, các nhân viên ở trung tâm đều không hề trách cứ. Đối với các nhân viên tại trung tâm, việc lo từng bữa ăn, giấc ngủ cho các thương bệnh binh tâm thần không chỉ là làm trách nhiệm công việc, mà đó là hành động của tấm lòng, của sự biết ơn báo đáp. Họ sẵn sàng chịu đựng những hành động dữ dằn mỗi khi bệnh binh lên cơn kích động đuổi đánh, dù rằng bản thân là những người chăm lo hàng ngày cho họ. Dọc hành lang của trung tâm, hình ảnh các bệnh binh mỗi người một biểu cảm khiến tôi chợt rùng mình. Nhưng ám ảnh nhất vẫn là hình ảnh đôi mắt sắc lẹp của bệnh binh Nguyễn Xuân Việt, sinh năm 1958, sau song sắt cửa sổ. Không phải là vẻ vô hồn như đôi mắt của nhiều bệnh binh khác, đôi mắt bác Việt hiện rõ hình của các tia máu, nhìn chăm chăm khi thấy người lạ. Đến bắt chuyện với bác không phải là điều dễ dàng, dù cố gắng thân thiết bao nhiêu thì điều nhận được từ bác vẫn là ánh mắt không bao giờ khuất phục.
tôi hiểu ánh mắt ấy đã thay vạn lời nói về nỗi căm giận chiến tranh và tội ác của kẻ thù. Ánh mắt ấy vẫn kiên cường như chính con người Bác trong trận chiến năm nào. Thông đường để những chuyến xe qua, nếu mà muốn thông đường, ta lại đào công sự cho trận chiến đấu năm nào. Tiếng hát dõng dạc của Bác Phạm Quang Tửu, sinh năm 1952, 65 tuổi, mang trong mình chứng tâm thần phân liệt, nhưng Bác Tửu vẫn rất linh hoạt, cử chỉ nhanh nhẹn, thể hiện rõ phong thái của một chiến sĩ lái xe chiến trường. Như tìm được người tâm giao, gộp hết tất cả những ký ức mông lung cuối cùng còn đọng lại trong não bộ. Bác Tửu khoác vai tôi, ánh mắt sáng quắc tựa như đang ngồi trước buồng lái. Những trận chết đi sống lại ở Quảng Trị, Đà Nẵng, Sài Gòn đang trở về sống động trong ký ức của Bác. Đáng nhắc đến nhất trong trung tâm là vợ chồng ông Đào Xuân Tình, sinh năm 1952, và bà Cao Thị Hải, sinh năm 1952. Chiến tranh đã lấy đi của vợ chồng ông bà những đôi mắt tình anh, nhưng đổi lại, cả hai người giờ đây vẫn còn một trí nhớ mẫn tiệp. Theo lời kể của ông Tình, thời chiến, hai ông bà tham gia chiến đấu ở Quảng Trị. Trong một trận đánh, đã bị bom đạn lấy đi cả hai đôi mắt. Riêng ông Tình không chỉ hỏng đôi mắt mà còn bị thương vùng đầu, cụt một cánh. Chiến tranh đã đi qua, vượt qua những nỗi đau đớn thân thể, gặp lại nhau tại trung tâm điều dưỡng thương binh nặng. Năm 1980, hai ông bà quyết định cùng nhau xây tổ ấm. Hạnh phúc lần lượt đến với ông bà khi ba người con, hai gái, một trai chào đời khỏe mạnh. Đến nay cả ba người đã lập gia đình, công việc ổn định. Riêng người con trai hiện đang là bác sĩ, đang công tác tại trung tâm. Ngồi trên xe lăn với ánh mắt hiền từ, phong cách điềm đạm, Bác Trần Quốc Tế, nguyên tiểu đoàn phó tiểu đoàn trinh sát thời chống Mỹ, hoài niệm về những trận chiến thời oai liệt. Hồi đấy, trai tráng, nhiệt huyết lắm, đất nước cần là xung phong ngay. Lúc tham gia chiến đấu giải phóng miền Nam, đến khi tham gia chiến tranh khu vực Tây Nam thì bị thương trên đất Campuchia. Bị đứt ba đốt sống, từ thắt lưng trở xuống bây giờ lấy dao chặt cũng không có cảm giác gì. Đều đôi mắt nhìn xa xăm, Bác Tế nhớ lại những ngày tháng đã qua. Ông Phạm Thành Trụ, Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Tâm thần Kinh Nghi Phong cho biết, để tạo được sự tốt nhất cho các thương bệnh binh, Trung tâm luôn đổi mới phương pháp điều trị, phục hồi chức năng trong điều trị bằng cách duy trì thường xuyên cho bệnh nhân tham gia văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Đồng thời cho bệnh nhân xem thông tin thời sự tại hội trường câu lạc bộ để tạo nên sự thoải mái về không gian và tinh thần. Đặc biệt, bộ phận hậu cần đã có nhiều giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng phục vụ bữa ăn hàng ngày như tổ chức lên thực đơn theo chế độ bệnh lý, phù hợp với thời tiết, chế biến các món ăn hợp khẩu vị, đảm bảo chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm. Rời Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Tâm thần Kinh Nghi Phong, chúng ta hãy cùng đến với câu chuyện về những bệnh nhân tâm thần đang được điều trị tại Trung tâm Chăm sóc và Phục hồi Chức năng cho Người Tâm thần tỉnh Thái Bình. Nơi đây chính là minh chứng cho nỗi đau của chiến tranh còn để lại. Chiến tranh ám ảnh họ mọi lúc, ngay cả khi đi ngủ, họ vẫn phải tìm chỗ ẩn nấp để tránh bom. Có lẽ sự tàn phá của chiến tranh đáng sợ hơn chúng ta tưởng tượng rất nhiều. Trong những ngày tháng 7 tri ân, được khoác lên người bộ quân phục, tay cầm cờ đỏ sao vàng, những người thương bệnh binh nửa tỉnh, nửa mê, bỗng trở thành những người lính Cụ Hồ tràn đầy niềm vui chiến thắng. Họ hò reo ăn mừng cho chiến công của quân ta, mải miết phất lá cờ đỏ sao vàng để báo hiệu tin vui cho đồng đội. Với bệnh binh Phạm Mạnh Cường, chiến tranh mới chỉ như ngày hôm qua. Những ký ức chắp vá về trận đánh Đồng Đăng luôn hiện về trong mỗi câu chuyện. Bệnh binh Phạm Mạnh Cường, phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình kể lại: ngày xưa chiến đấu ở Lạng Sơn, thị trấn Đồng Đăng, nó chỉ đánh là tả thôi. Nó chỉ câu pháo vào nó phá trận địa. Quân ta xông lên, đội hình của nó cũng xông lên. Ta thổi tu va xông lên, đánh đuổi chúng. Ta giải phóng Đồng Đăng, cho quân về phía sau. Theo các bác sĩ và điều dưỡng viên và các cán bộ, nhân viên ở khu điều dưỡng, người có công tâm thần, thì những tòa thuốc điều trị chỉ có tác dụng nhất thời. Sự thấu hiểu, động viên mới chính là liều thuốc tốt nhất, xoa dịu vết thương không lành trong tâm trí họ. Đôi khi những ký ức chiến tranh vọng về khiến cho người thương bệnh binh lên cơn tái phát tâm thần. Người thì la hét, ra lệnh xung phong, người thì đột ngột trao cờ và hát vang ca khúc như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng. Cũng có người bỗng nửa đêm bật dậy khóc thương cho đồng đội vừa mới hy sinh. Y sĩ Đào Thị Nhung, Trung tâm Chăm sóc và Phục hồi Chức năng cho Người Tâm thần tỉnh Thái Bình tâm sự: có những hôm thì cũng thấy một bác không ngồi ở trong giường mà cứ ra sau nhà vệ sinh khóc. Tôi cũng vào động viên hỏi sao anh lại ngồi đây mà khóc thế này. Anh ấy cũng bảo tôi thương anh Báu, bạn tôi.
anh ấy vừa chết hôm qua, mà anh ấy có cô người yêu xinh lắm. Lúc ấy chúng tôi chỉ biết động viên an ủi là anh Báu đã được đưa đi cấp cứu rồi, giờ anh về giường uống thuốc rồi ngủ đi. Ngày mai chúng tôi dẫn anh đi thăm anh ấy. Hiện nay Trung tâm Chăm sóc và Phục hồi Chức năng cho Người Tâm thần tỉnh Thái Bình đang nuôi dưỡng gần 70 đối tượng người có công, trong đó 38 thương bệnh binh nặng, tỷ lệ thương tật từ 81% trở lên, còn lại là con liệt sĩ và con của các nạn nhân chất độc hóa học. Các thương binh tâm thần mắc bệnh thường do bị thương hay sốc tâm lý trong lúc chiến đấu hoặc bị ảnh hưởng từ sức ép của bom đạn. Di chứng họ mang trên mình dòng dã suốt những năm sau chiến tranh không chỉ là những căn bệnh hiểm nghèo mà còn cả những vết sẹo tinh thần không thể nào mờ đi trong tâm trí. Y sĩ Đào Thị Nhung, Trung tâm Chăm sóc và Phục hồi Chức năng cho Người Tâm thần tỉnh Thái Bình kể lại: có khi chúng tôi thấy bệnh nhân ở giữa hai khe cái bể, chúng tôi hỏi sao anh lại ở đây. Bệnh nhân trả lời tôi là đang nấp bom. Khi đó tôi lại nói là hết bom rồi, chúng mình ra ngoài lao động đi. Rồi nửa đêm hô hào xung phong. Rất nhiều những ký ức chiến tranh như thế. Lúc đó chúng tôi phải an ủi, động viên vỗ về. Có những khi chúng tôi phải đồng hành với họ, cũng mốt hai mốt với họ, rồi hô nghiêm trở lại vị trí ban đầu. Thế là người ta lại trở lại vị trí ban đầu. Trong số những thương bệnh binh tâm thần đang điều trị tại trung tâm, có người đôi lúc còn tỉnh táo, còn nhớ được gia đình, người thân. Nhưng nhiều người trong số họ không thể nhớ nổi mình là ai, tại sao lại đến nơi này và đã sống ở đây bao lâu. Những ký ức còn sót lại trong tâm trí họ chỉ đơn giản là nỗi đau chiến tranh, là nỗi niềm thương tiếc đồng đội và cả niềm vui chiến thắng. Quả thực, khi nhìn những hình ảnh về những thương bệnh binh tâm thần này, ai ai cũng cảm thấy vô cùng xót xa. Bởi họ đã từng chiến đấu vào sinh ra tử để đất nước độc lập như bây giờ. Nhưng hiện nay, mọi người không còn nhớ đến họ nữa, để rồi tên tuổi và chiến công của họ cũng bị rơi vào quên lãng. Và không chỉ có những thương bệnh binh tâm thần đang điều trị tại các trung tâm bị lãng quên, mà thực tế cũng có những người lính trở về, nhưng họ cũng bị xã hội bỏ quên theo một cách rất khác. Thậm chí họ còn phải chịu tiếng oan suốt nhiều năm trời. Đó chính là câu chuyện của anh hùng Nguyễn Sức Hiện. Trong chiến tranh với 5 quả đạn B-41, Nguyễn Sức Hiện đã tiêu diệt 3 xe tăng M-48 và 1 xe M-113 của địch trong trận treo reo nổi tiếng của chiến dịch Tây Nguyên mùa xuân năm 1975 lịch sử. Xuất ngũ về địa phương, gia cảnh khó khăn, giấy tờ bị thất lạc, những chiến công của người dũng sĩ năm xưa rơi vào quên lãng. Anh lặng lẽ đương đầu với những khó khăn đời thường, cho đến một ngày nhà văn Nguyễn Trọng Luân, đồng đội xưa tìm gặp. Sau hơn 40 năm, tiếng oan của người hùng năm xưa đã được cởi. Anh hùng Nguyễn Sức Hiện sinh ra và lớn lên trong một gia đình công giáo nghèo. Tháng 9 năm 72, anh lên đường nhập ngũ. Sau hàng loạt mánh lới, dắt gạch vào lưng quần chỉ vì chưa được nổi 40 cân. Lúc ấy anh em bạn bè của mình cũng lên đường hết rồi. Mình thì chẳng đuôi, què, mẻ sứt gì, nhưng mỗi tội nhẹ cân quá. Lần nào khám cũng bị trả về. Lần thứ tư đi khám tuyển, tôi đút thêm mấy viên gạch vỡ vào lưng quần. Đủ cân, nhưng khi khám lại bị đánh tụt hạng. Họ bắt tôi về nhà, nhưng lần này tôi quyết không về, cứ chạy theo xe. Cuối cùng trước quyết tâm của mình, tôi cũng được nhập ngũ. Ông Hiện cười hóm hỉnh kể: sau thời gian huấn luyện ở Bắc Thái, đầu năm 73, Nguyễn Sức Hiện được phiên vào chiến đấu trong đội hình Đại đội 3, Tiểu đoàn 7, Trung đoàn 64, Sư đoàn 320, Mặt trận Tây Nguyên. Ngay khi bổ sung về đơn vị, Hiện đã được tham gia những trận đánh chống lấn chiếm ở làng Dịt, đồi 30, đường 20 và Lệ Ngọc, làng Siêu. Xuất thân trong gia đình nông dân chịu khó, chịu khổ, nên dẫu sức phóc nhỏ bé, nhưng bất kỳ cuộc hành quân chiến đấu nào, Hiện cũng luôn xốc vác và giúp đỡ đồng đội. Khẩu B-41 anh phụ trách luôn là chỗ dựa tin cậy trong mỗi trận đánh tiêu diệt hỏa điểm của địch. Mỗi trận thắng, mỗi chiến công đều có mất mát, hy sinh, phải đánh đổi bằng xương của đồng đội và chính mình. Với tôi, kỷ niệm không thể nào quên là trận đánh trên đường số 7 tại Treo Reo, thuộc tỉnh Phú Bổn, nay thuộc thị xã Ayunpa, tỉnh Gia Lai, trong chiến dịch Tây Nguyên mùa xuân năm 75 lịch sử. Ông Hiện bắt đầu câu chuyện về trận đánh lớn nhất đời của mình như thế. Theo lệnh cấp trên, Trung đoàn 64 và Trung đoàn 48 của Sư đoàn 320 phải nhanh chóng tiếp cận và bao vây toàn bộ Treo Reo, Phú Bổn để chặn đường rút lui của địch. Suốt đêm, chúng tôi phải vượt qua núi đá hiểm trở, chạy tắt 8 cây số đường rừng. Sáng 18 tháng 3 năm 75, đại đội 3 của tôi được lệnh chốt chặn tại cầu Cây Sung, Nam Treo Reo.
Lúc này đoạn đường số 7 từ cầu sông Bờ đến cầu Cây Sung dài khoảng 4 cây số, tập trung hàng trăm xe thiết giáp và hàng chục nghìn lính địch cùng hàng trăm xe quân sự đang hành quân. Do bị tiểu đoàn 9 của trung đoàn 64 đánh vào đội hình trên cầu sông Bờ, hàng chục xe tăng và thiết giáp mở đường máu, điên cuồng bắn phá, rút chạy. Đại đội 3 của tôi chốt chặn tại cầu Cây Sung, quyết không cho địch chạy thoát về phía biển Tuy Hòa. Địch nhận rõ nút chặn hiểm ấy nên sáng ngày 19 tháng 3, chúng tôi tổ chức nhiều đợt tấn công với hàng nghìn lính cùng hàng chục xe tăng tràn vào trận địa. Lúc này đại đội có 44 tay súng AK, 8 khẩu B-40 và 2 khẩu B-41 quyết tâm chặn địch để tiêu diệt. Có lúc địch dùng 51 xe, trong đó có 15 xe tăng đánh tràn vào các chốt. Xe tăng chúng đè lên cả hầm chốt của các chiến sĩ. Cuộc chiến đấu diễn ra vô cùng ác liệt. Tôi khi ấy là tiểu đội phó, dẫn 3 chiến sĩ mới lần đầu ra trận chặn xe tăng địch. Chiếc xe tăng đầu tiên xuất hiện, xích xe nghiến rung chuyển mặt đất. Áng chừng cách khoảng 15 mét, tôi nhổm dậy khỏi hầm cá nhân, gióng thẳng súng vào xe, xiết cò. Đạn nổ, chiếc tăng bốc cháy lao xuống ngầm. Khoảng 15 phút sau, lại ra một chiếc nữa và cũng chung số phận với chiếc đầu tiên. Chiếc thứ 3 ra là M113, chúng phát hiện vị trí chúng tôi, đạn bắn như mưa. Lúc này tai tôi u đặc, tôi chồm lên công sự nhằm thẳng mục tiêu, xiết cò. Chiếc M113 lao xuống sông. Chiếc tăng cuối cùng đến với tốc độ khá nhanh, chúng bắn sạt hết đất quanh hầm cá nhân của tôi. Khi thấy xe chồm lên bờ kênh, chớp thời cơ, tôi bắn tiếp một quả nữa. Chiếc tăng khựng lại, xì khói đen. Hết đạn B-41, tôi dùng súng AK của một đồng đội đã hy sinh, tiêu diệt bộ binh địch. Lúc ấy tiểu đội tôi chỉ còn 3 người là tôi, Lộc và Út. Chúng tôi đã lọt vào giữa vòng vây địch, sợ chúng ào lên bắt sống khi ba anh em chỉ còn mấy viên AK và quả lựu đạn. Tôi bảo, chúng mà xông vào thì giật quả lựu đạn, chết chung. Ấy thế mà đợi một lúc lâu, không thấy chúng xông lên. Tôi nghĩ chắc bị tổn thất lớn nên chúng sợ. Tôi nói với hai đồng đội rằng mình sẽ ra gọi hàng. Vài đèo khẩu súng AK đã hết đạn, tôi bước ra gọi địch đầu hàng, để nghi binh và dọa chúng tôi hô lớn. Tất cả các mũi, các hướng sẵn sàng chiến đấu, các đơn vị bộ đội chuẩn bị lên bắt tù binh. Ai ngờ địch lũ lượt ra hàng cả trăm tên. Tôi chĩa khẩu súng hết đạn vào chúng, bật cởi dây giày tự trói nhau. Tôi nói, khẩn trương lên, không trận địa này chuẩn bị hủy. Chúng sợ hãi rằm rắp làm theo lệnh. Tôi dẫn binh qua suối cạn thì gặp đơn vị. Ngay sau trận đánh ấy, tôi được công nhận danh hiệu dũng sĩ diệt xe cơ giới cấp ưu tú, dũng sĩ diệt địch cấp ưu tú và được tặng thưởng huân chương chiến công hạng nhì ngày 15 tháng 4 năm 75. Cởi nút thắt về tiếng oan, anh đã phải chịu suốt nhiều năm trời. Năm 1977, Nguyễn Sức Hiện xuất ngũ trở về địa phương. Anh tham gia dân quân xã, là hội viên hội cựu chiến binh xã Phượng Vĩ. Cuộc sống của anh gặp nhiều bất hạnh, nhưng chưa bao giờ anh kêu ca, chán nản. Người vợ đầu không đợi anh về đã bỏ đi với người khác. Năm 1978, anh gá nghĩa với chị Nguyễn Thị Nghĩa, người xã bên. Bất hạnh thay, từ đứa con đầu tiên đến năm đứa tiếp sau đều mất sau khi sinh. Lúc ấy anh Hiện không hiểu vì sao. Không ít người ác miệng bảo thằng Hiện sống ác nên phải trả giá. Hai vợ chồng anh đau xót lắm. Mãi sau này anh mới biết mình bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam trong những năm chiến đấu ở chiến trường Tây Nguyên và miền Nam. Những năm ấy, ông Hiện khổ lắm, nhà ở mục nát, gia cảnh nghèo khó. Ông ấy bệnh nặng mà vẫn thường xuyên phải đi làm thuê, đánh dập ở ngòi, ở suối để kiếm sống. Kể chuyện đánh nhau, lập chiến công ngoài mặt trận thì không ai tin. Người làng bảo ông trốn bộ đội nên bịa chuyện bốc phét cho đỡ xấu hổ. Bà Nguyễn Thị Minh Huệ, người cùng xóm kể. May mắn thay, Chúa vẫn thương ông khi đứa con thứ 7, Nguyễn Văn Hùng, sinh năm 1988 sinh ra khỏe mạnh và cho ông bà 3 đứa cháu nội. Chiến công vang dội của ông Hiện được sử sách Trung đoàn 64, Bảo tàng Sư đoàn 320 lưu giữ rõ ràng. Nhưng khổ nỗi, người làng Phượng Vĩ chẳng ai vào được đến đấy để tỏ tường. Thế nên thành tích chiến đấu của ông Hiện mấy chục năm qua vẫn chỉ mình ông biết. Chuyện về con người giản dị với những chiến công hiển hách ấy tưởng sẽ mãi chìm vào quên lãng. May mắn thay, đồng đội ông đã cất công về tìm gặp. Sau bao nhiêu năm, mái tranh nghèo đất Phượng Vĩ mới được đón tiếp nhiều người, rộn rã tiếng cười vui đến thế. Đường vào nhà ông Hiện đất đỏ mấp mô, hai con trâu tránh nhau cũng khó nên ô tô phải đỗ cách xa cả cây số. Hôm Trung tướng Khuất Duy Tiến, nguyên sư đoàn trưởng sư đoàn 320, nguyên tư lệnh quân đoàn 3 về thăm cũng phải đi bộ men theo các triền đồi mới vào được ngôi nhà tranh rách nát của người chiến sĩ đã góp phần làm nên truyền thống vẻ vang của đơn vị. Chứng kiến việc này,
dân làng Phượng Vĩ và cả huyện Cẩm Khê mới ngỡ ngàng khi biết quê mình có người con anh hùng đến thế. Anh em thân mến, chính nhờ sự quan tâm chăm sóc gia đình, người cựu chiến binh trung đoàn 64 dù muộn màng nhưng vẫn sưởi ấm, thắp sáng niềm vui tưởng đã khô kiệt sau bao năm bị hàm oan, lầm lũi trong khổ cực của họ. Ngày 26 tháng 7 năm 2017, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 đã có quyết định cấp giấy chứng nhận thương binh và trợ cấp hàng tháng cho Nguyễn Sức Hiện. Tháng 6 năm 2018, từ hồ sơ của Ban Liên lạc Ban Chiến đấu Sư đoàn 320, Chủ tịch nước đã phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Nguyễn Sức Hiện, người anh hùng đã không bị lãng quên trong lòng đồng đội và quê hương đất nước. Trước khi kết thúc video ngày hôm nay, Hội ước Thời chiến xin được cảm ơn anh em đã theo dõi video đến phút cuối cùng. Anh em đừng quên ấn đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình mỗi ngày nhé. Bây giờ mấy anh em xem thêm những video hay nhất của Hội ước Thời chiến đang được hiển thị trên màn hình. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em ở video lần sau.